Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Video ngày hôm nay như một món quà dành tặng riêng cho anh em Trần Mạnh, là một trong 300 anh em hội viên ở trên kênh. Lẽ ra video này sẽ được phát hành sản xuất vào ngày 19 tháng 9 là ngày sinh nhật của anh em Trần Mạnh. Tuy nhiên như cái video clip trước tôi đã giải thích, đúng vào cái ngày sinh nhật của anh em Trần Mạnh thì tối cái hôm đấy con tôi là sốt cao, thế tôi phải đưa con vào bệnh viện. Chính vì thế là cái buổi hôm đó không có clip. Đấy, rất là xin lỗi anh em Trần Mạnh. Ở đây tôi nhắc lại nhá, thực ra tôi đã xin lỗi ở clip trước rồi. Đấy mà tôi xin nhắc lại ở trong cái clip dành tặng riêng cho anh em Trần Mạnh, tôi xin lỗi anh em một lần nữa. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì tôi xin chúc mừng sinh nhật anh em, chúc anh em sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và gia đình hạnh phúc êm ấm anh em nhá. Tôi rất là mong muốn là có một cái món quà tặng ý nghĩa dành cho ngày sinh nhật, đúng vào ngày sinh nhật của anh em. Đấy, và tổ chức ở trên kênh sẽ là một cái ngày nó đặc biệt, nó vui. Đấy, khi mà buổi sáng anh em đến trên công ty ấy, anh em đi công ty hoặc anh em đi học, anh em được mọi người tổ chức ở trên công ty chúc mừng sinh nhật anh em. Đấy, buổi chiều về nhà, buổi tối về nhà thì gia đình, bạn bè, thân quen là tổ chức sinh nhật cho anh em vào buổi tối. Thì đến buổi đêm, đấy, khi mà anh em lên kênh của tôi, đúng vào cái ngày sinh nhật của anh em, thì anh em lại nhận được cái món quà ở trên kênh Game Today kèm theo cái lời chúc. Đấy, anh em thấy không? Tuyệt vời chưa? Rất là vui. Đấy, coi như là tôi tổ chức sinh nhật cho anh em ở trên kênh. Vui chứ? Vui đấy, vui đấy. Đấy, còn trong những cái trường hợp mà anh em không có được hai cái tổ chức sinh nhật kia thì anh em vẫn có ít nhất là cái quyền được tổ chức sinh nhật ở trên kênh của tôi. Đấy, quá tuyệt vời, phải không anh em? Mà lại còn thế này nhá, nếu mà anh em tổ chức ở trên công ty ấy thì anh em cũng chỉ giỏi lắm là được khoảng 50 người là chung vui với anh em trong ngày sinh nhật thôi. Đấy, ở nhà thì chắc chắn là ít hơn. Đấy, còn nếu mà tổ chức ở trên kênh này là chắc chắn là nó phải rơi vào tầm khoảng 5-6.000 người. Thậm chí là có những cái clip mà nó đặc sắc ấy, thì tôi nghĩ là nó phải tầm khoảng 10.000 người là biết sinh nhật của anh em và chung vui cùng với anh em trong clip. Tuyệt vời không anh em? Quá tuyệt vời đúng không? Lại một cái nữa mà nói ra đã thấy là nó đã rất là vui rồi. Và đây nó là cái quyền lợi của các anh em hội viên. Nên là anh em hội viên hãy nhớ là anh em có cái quyền lợi này nhá. Đấy, các anh em hội viên hãy nhớ là có quyền lợi này. Và ngoài các anh em hội viên ra ấy, thì không phải là chỉ có riêng các anh em hội viên, mà các anh em có ở trên cái bảng ở phía trên nữa kìa. Đấy, anh em cứ mạnh dạn nhá. Đến ngày sinh nhật của anh em thông báo tôi đã tổ chức cho anh em một cái sinh nhật ở trên kênh. Ok. Và tôi nghĩ là hiện tại thì tôi nghĩ là cũng rơi vào tầm khoảng đâu đó gần 300 anh em hội viên rồi. Đấy, thì một năm nó chỉ có 365 ngày thôi. Thì tôi nghĩ là sẽ có ngày là sẽ có sinh nhật trùng nhau đấy. Thế thì chúng ta lại có thêm là biết xem là ai là cái người cùng sinh nhật với chúng ta. Đấy, cùng được tổ chức sinh nhật ở trên kênh. Vui đấy. Anh em ạ, tôi nghĩ là tổ chức sinh nhật chung nó cũng có một cái gì đấy nó rất là vui. Đấy, thì hai anh em có thể là khi mà đến ngày sinh nhật mà thông báo trùng nhau thì anh em xem là liệu rằng là có thể cùng nhau là yêu cầu một cái bộ nào đấy không. Chứ còn hai ông mà đăng ký lại mỗi ông một bộ thì lại phải chia ra là hai ngày. Đấy. Thế là nó cũng hơi khó đấy. Nó cái này nó tôi cũng đang suy nghĩ, tôi cũng chưa biết giải pháp như nào. Đấy, anh em cũng có thể đề xuất ra giải pháp. Nếu mà giả sử nhưng mà hai người thì có thể nó dễ, nhưng mà nếu ví dụ như một ngày mà có 8 ông, 8 ông chung sinh nhật đi thì cái này nó trùng vào sở thích của nhau này, trùng cái yêu cầu để đáp ứng bộ gì đấy thì khó phết đấy nhỉ. Tôi cũng chưa nghĩ ra, xem là nếu mà 8 ông trùng nhau thì bốc thăm à. Bốc thăm xem là ông nào à. Rồi thôi, cái đấy cứ tính sau đây anh em ạ, chưa tính trước được, biết đâu nó không phải chỉ có cái con số đến 8 người trùng nhau đâu. Có thể nó sẽ là 15 người thì làm sao, 16 người thì làm sao. Nói chung là cái đấy thuộc về tương lai, thôi để tương lai nó quyết định nha anh em nha. Còn hiện tại thì trong cái clip này tôi, đầu clip tôi cũng xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Trong ngày hôm nay tôi xin được cảm ơn anh em Vũ Trọng Tín, anh em Bún Thang, anh em Marvel Universe MCU, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Quang Lê, anh em Thiên Phát Nhôm Kính, anh em Vũ Luận, anh em Đăng Khoa, anh em Nguyễn Trọng Tuấn và anh em Kunilu. Cảm ơn anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh, cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong clip này tôi sẽ làm cái bộ gì để chúc mừng sinh nhật anh em Trần Mạnh đây. Anh em Trần Mạnh có mong muốn là vào sinh nhật của anh em, tôi sẽ làm cái bộ 6 gua kết hợp với 6 bit và 2 glacier.
Ok, và ngày hôm nay tôi sẽ làm cái lineup đó anh em nhá. Chắc là anh em cũng có thể đoán được, bởi vì là đầu game thì anh em cũng thấy đấy, là tôi mua Warrior và tôi mua Beat. Đó, đầu game anh em có thể đoán được luôn. Trong cái giai đoạn đầu là tôi có chỉnh cái bảng tướng mở rộng, hay là anh em cũng hiểu ra là tôi đang chơi War. Khi mà tôi chọn là có con Aquaman, và tôi cũng chọn là có chú quỷ. Đó, đấy là anh em cũng có thể đoán được. Cái yêu cầu của anh em thì nói chung là tôi rất thích một cái line up mà nó khá là khỏe, cũng có thể leo rank tốt ở cái mức rank cao, chơi được, bùa này chơi được. Đầu game thì cũng không quá khó để xây dựng. Đấy, không quá khó để xây dựng. Đầu game, giữa game thì ổn, tương đối mạnh, có thể giữ được máu, thậm chí là có thể thắng. Cuối game thì rất là mạnh rồi. Cuối game là có hai Glacier, trong đấy là có con Secret Lancer và con Berserker. Đấy, ngoài ra thì có bộ Warrior kết hợp với 6 Warrior phòng thủ khá là khỏe. Đấy, công thì là nói chung là khá là toàn diện, vừa có Glacier tăng tốc đánh, lại vừa có 6 Beat để có thể là gây gia tăng, gây đam và tăng những cú stack đam, dồn đam cực mạnh. Nói chung là một cái line up khá là toàn diện đấy. Tất nhiên là giai đoạn cuối thì nó bắt buộc nó phải có con Secret Lancer, là một cái con 5 tiền. Thì bây giờ nó cũng là trong meta ấy, sau update thì cái điều này nó cũng hơi khó một chút. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chúng ta, khi mà chúng ta form được đủ bộ ấy, thì nó sẽ rất mạnh đấy. Nó được coi như là một cái line up gọi là huyền thoại rồi, rất mạnh. Berserker, con này nó ra sớm quá nhỉ. Nhiều khi nó ra sớm nó làm tôi hơi bị choáng váng một chút. Rồi ok, cho Berserker vào thay cho con Stone Spirit đó. Sau khi update thì con Stone Spirit nhìn cái hình dạng của nó ấy, anh em thấy là nó trông nó rất lực. Nhìn con này nó to, nó như là một cái con tướng 4 tiền luôn, chứ không phải là tướng 1 tiền nữa. Nhìn trông nó đấm, nó trông nó khỏe hơn, nó lực hơn rất là nhiều so với cái phiên bản cũ. Mặc dù là sức mạnh của nó thì vẫn thế thôi, nhưng mà trông cái hình dáng của nó, cái animation của nó đấm thì thực sự trông rất là lực, rất là khỏe. Đấy, nhiều khi là tôi cũng nhầm lẫn con này với cả con Doom ấy. Con Stone Spirit nó có một cái bộ trang phục mà nó màu đỏ, và tôi rất hay nhầm cái con Stone Spirit này với con Doom. Đấy, lên hai trông to hơn hẳn luôn. To. Đấy, to như thế này thì tôi lại thấy là nó lại giống 4 tiền hơn con Berserker. Tạm thời tôi lại cho con Berserker ra ngoài. Berserker bao giờ lên 2 sao lại cho vào trong anh em ạ. Hoặc là có thể kích hệ Glacier để cho vào đó. Chứ còn một sao mà không có tốc đánh thì yếu lắm, không có đồ. Rồi. À, tầm này tôi có hai con 2 sao, nhưng mà nó kết hợp được với cái bộ Celeji mạnh, kẹp được vào 6 Warrior, xong rồi kẹp được cả hai đỏ nữa, giáp trâu máu nhiều. Đấy, lại còn thêm đam to nữa. Đam thì đến từ 2 Beat cộng thêm 15% đam. Nói chung là cái đội hình, nếu mà đánh giá nhá, là cái đội hình mà anh em Trần Mạnh ấy yêu cầu chơi ấy. Tại làm sao mà tôi nói là tôi thích chơi cái bộ này, bởi vì nó rất dễ xây dựng. Cái quá trình xây dựng thì tôi nghĩ là cái độ khó của cái bộ này nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 điểm thôi. Xây dựng rất dễ, xây dựng rất dễ chơi. Sói với sâu này ôm nhiều nhưng mà chưa có slot cho vào. Thực ra là đây là chẵn tiền tôi mới ôm thôi, chứ còn cho vào thì nó không tăng được sức mạnh nhiều. Đấy, nếu mà con sâu này phải cho ở level 8 là chúng ta có 4 Beat, 6 Warrior. Đấy, cái quá trình xây dựng nó khá là dễ. Rồi, để tôi tính xem là chúng ta sẽ gặp ai ở round 11. Phúc Trần. Phúc Trần chưa gặp. Ok, xem Phúc Trần chơi gì nào. Phúc Trần mới có 3 Hunter, 2 Beat à. Như này thì đội hình của chúng ta là vượt trội hơn hẳn rồi. Rồi, không cần phải làm gì cả anh em ạ, cứ ngồi im thôi. Sói lên được 2 luôn. Thôi thôi xong à. Tầm này thì nó lại vã vào mặt các bạn luôn. Mạnh quá anh em ơi. Bây giờ nhá, lên 7 thì gia tăng sức mạnh thì cho cái gì vào cho mạnh nhỉ? 2 Glacier à? Lên 7 chỉ kẹp 2 Glacier vào thôi anh em ạ. 2 Glacier thì bỏ nào ra? Bỏ đỏ à?
Chả lẽ lại bỏ con Tally, lại bỏ con Stone Spirit. Không, Stone Spirit này thì không bỏ được. Hay là chúng ta cứ ở 6 nhỉ? Chúng ta cứ ở 6, chúng ta chơi ở 6 luôn. Việc gì phải lên 7 đâu. Tích tiền một phát lên 8 luôn. Lên 8 thì kẹp 4 bit vào thì đương nhiên là sức mạnh của nó gia tăng hơn hẳn rồi. Cộng 45% đam thì nó khác hẳn rồi. Còn bây giờ đang cộng 15% đam. Và bây giờ lên chỉ kẹp được Glacier vào thôi. Hay quá nhở. Trời, bài hôm nay nó cứ bị độ thôi anh em. Sau những cái chuỗi ngày làm video clip rất là đen, thì bây giờ đây, tôi đã quay trở lại với cả cái hào quang nhân vật chính rồi. Đó, như này cũng được này. Tôi mới phát hiện ra là nếu mà chúng ta kẹp như này là chúng ta có thêm sức mạnh. Đấy, mạnh hơn được. Mạnh hơn được một chút, kẹp con sâu vào mạnh hơn. So với việc là để con Tuka, đúng không? Sâu đẻ ra thì cái bọn đệ của nó cũng khỏe đấy, đẩy được thêm. Rồi. Được không? Bài tôi còn được độ nữa cơ anh em ạ. Tôi đã nói từ đầu là cái bộ này xây dựng rất dễ rồi. Đầu game chỉ việc mua Warrior với Beat thôi. Đấy, ở level 6 ấy, nó sẽ là 6 Warrior. Đấy thì cứ đầu game đến level 6 thì anh em cũng biết là từ đầu game là từ round 1. Đây rồi, úi dồi ôi, cũng lên được 2 sao luôn này. Thế thì lại như này vậy. Ok. Từ round 1 đến round 10. Đấy, chúng ta có 6 Warrior, xây dựng 6 Warrior. Đấy, từ round 11 trở về sau là lên 7 ấy, thì có thể là đây là tôi có một cái đội hình 2 sao tôi cho vào thôi. Còn nếu mà mạnh nhất thì nó sẽ là gì? Là 6 Warrior kết hợp với cả 2 Glacier ở level 7. Đấy, lên 8 thì là có gì? Vứt Glacier đi, kẹp 4 bit vào. Đấy, xây dựng nó có tiến trình, nó rất là dễ. Rất là dễ chơi luôn. Và cái bộ này thực ra là nó rất là thích hợp cho các anh em mà mới chơi. Các anh em mới chơi chơi cái bộ này rất là hợp luôn. Rất là thích chơi bộ này. Đấy, phù hợp cho các anh em mới chơi. Và cái bộ này thực ra là cũng là một trong những cái bộ mà line up tôi hướng dẫn anh em từ cái lúc mà cái con game này nó mới ra ở mùa 1 ý. Là tôi bắt đầu tôi hướng dẫn anh em là cái bộ này tôi nhớ là tập 8, tập 9 gì đấy. Warrior Beat này này. Là một trong những cái bộ mà hồi đấy nó còn là meta ấy. Ở level 8 là 6 Warrior kết hợp với 4 bit. Đúng là meta luôn. Nếu mà anh em nào mà chơi ở mùa 1 anh em nhớ ngay nhá. Anh em nhớ không? Anh em có nhớ không? Không biết là có bao anh em đang xem tôi và đang chơi ở mùa 1 nhà. Chắc tầm này anh em toàn cao thủ hết rồi. Thì chắc là anh em cũng nhớ. Cái thằng top 2 có chuỗi nhưng mà nó có vẻ là nó khá nhiều 2 sao đấy anh em. Đấy, nhưng mà tôi vẫn nhiều 2 sao hơn. Mà cái quan trọng ấy là cái Celesi của tôi nó mạnh hơn. Đấy, nên là tôi cũng không sợ lắm. Phải nói thật là nhìn thì nhìn thế thôi, nhưng mà mình mạnh lắm. Cái đội hình này nó mạnh anh em ạ. Ở cái thời điểm này là nó gần như là nó bá nhất rồi. Không còn bộ nào mạnh hơn đâu. Lên 8 là nó sẽ là 6 Warrior kết hợp với cả 4 bit. Thì nó đúng cái meta ngày trước đấy anh em. Đấy thì nếu mà anh em nào mà chơi từ mùa 1 và đang xem tôi nhá, thì anh em có thể comment vào. Chắc là cái tầm này anh em thì cũng toàn là cao thủ hết rồi. Chơi rất là kinh rồi. Đấy, nhưng mà để tôi giới thiệu cho các anh em mới chơi, mới bắt đầu biết trò này. Đấy, để biết được là cái hồi trước ấy, thì cái bộ này nó là cái bộ meta đấy. Cái bộ gọi là siêu meta luôn. Mà cái nó giống như là cái bộ Glitter bây giờ này. Cái bộ Beat bây giờ này là nhà spam, người người chơi luôn. Thì ngày trước cái bộ mà tôi đang chơi là cũng như thế anh em ạ. Nó cũng tranh nhau chơi cái bộ này. Đấy, cái hồi tôi nhớ là hồi đấy còn nhiều người stream cái trò này lắm. Không phải chỉ có riêng Mr. D như bây giờ đâu. Mà bây giờ nhá, ngày trước là còn có cả Đức Kính, Dukie. Đấy, cái hồi Dukie chơi bộ này nhiều. Dukie này, hay là có đợt đấy là có gì Chí Anh chơi bộ này nhiều. Chí Anh Trần, rồi thì có cả Harry Kiên Nhẫn. Đấy, có rất nhiều người stream cái trò này đợt đấy. Ze Quen đấy, cũng là chơi cái bộ đấy. Tôi nhớ là cái bộ đấy là mùa 3 thì phải. Mùa 3 bắt đầu có cái bộ này. Và cái video hướng dẫn của tôi là, tôi nhớ là tập 9. Tôi nhớ tập 9 ở trong cái series về Auto Chess mùa 3 của tôi. Cái đợt đấy thì tôi cũng mới chơi cái trò này thôi. Thì tôi cũng chưa ra video clip nhỏ giọt, nó cũng ít thôi, nó không nhiều. Chủ yếu là tôi chơi đợt đấy là chơi ở trên máy tính. Đấy, chơi Dota cơ. Chơi Dota Auto Chess.
Nhưng mà cái hai trò nó cũng giống nhau thôi. Bây giờ Auto Chess Dota nó vẫn đang phát triển. Đấy, nó vẫn đang update trước cái trò này khoảng 5 tháng, nó phát triển trước cái trò này 5 tháng. Tức là meta ở trong Dota ấy là nó sẽ trước cái game Auto Chess Mobile đi trước khoảng 5 tháng. Doom này, Doom chắc phải mua anh em ạ. Tạm thời tôi cho con Doom vào, đánh ngon hơn con Berserker. Bán nó sâu đi anh em nhá. Con sâu tôi không chơi nữa. Để nó cho nó tròn tiền ấy. Tạm thời là có con Doom vào rồi. Đấy, tôi cho con Doom chơi luôn. Doom giai đoạn này nó rất mạnh. Có thể đá qua 9 Warrior xong rồi quay về cũng được anh em nhá. Đá qua 9 Warrior xong quay về cũng được. Không vấn đề gì hết. Miễn làm sao tôi xây dựng cái đội hình mạnh thì tôi có thể giữ được chuỗi là được rồi anh em ạ. Nhá. Con sâu ấy thì thực ra late game tôi cũng không có xác định tôi chơi con sâu. Bộ này thì không có kẹp sâu vào để lấy hút máu đâu. Để tôi lấy thêm chúa quỷ với cả Kunka vào. Form 9 Warrior sớm anh em ạ. 9 Warrior sớm đã. Nếu mà chúng ta có 9 Warrior sớm ấy thì chúng ta sẽ mạnh ở giai đoạn giữa game luôn. Bởi vì 9 Warrior nó cũng là một cái bộ form ở late game rồi. Đấy. Chúng ta không phải qua cái giai đoạn là 4 bit nữa, kết hợp với cả 6 war nữa. Khi nào chúng ta ra con gấu ra ngộ không thì chúng ta quay trở lại. Đấy, nó có hai cách xây dựng. Một là chúng ta đi bằng bộ là war bit, 6 war 4 bit xong rồi lên 6 war 6 bit ở level 10. Đấy, nhưng mà trong cái giai đoạn từ level 9 lên level 10 nó sẽ bị đuối đi một chút. Đó. Roll phải nữa. Ok. Cáo này. Từ từ nhá, cái đoạn này là tôi nghĩ là phải dừng lại roll một chút đã. Dừng lại roll, định hình được cái layup đã. Sau đó chúng ta tiếp tục nhá, chưa phải vội. Chưa phải vội anh em ạ, chưa phải vội. Từ từ đã, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa vội đâu. Cứ ở 7 đã, từ từ đã. Lên 8 thì nó sẽ là 4 bit đấy, lên 8 nó sẽ là 4 bit. Nhưng mà ví dụ như nó ra được hai con Warrior nữa ấy thì có thể là lên 9, kẹp 9 Warrior luôn nhá. Đây nó làm để tôi có thể là dễ dàng tôi chọn bài hơn thôi nhá. Từ từ đã, roll ở 7 một chút đã. Không vội, không vội anh em ạ, không vội. Không cần phải gì cấp vội đâu. Kinh nghiệm rồi. Bây giờ roll ra con gấu phát là tôi lên 8 luôn. Tôi form đúng như là vừa nãy tôi nói. Là gì? 4 war, à 6 war kết hợp với 4 bit ở level 8. Đấy. Còn nếu mà giả sử như nó ra con Kunka, nó ra con God of War, sẵn sàng là cho một phát lên 9 luôn. Đấy. Lên 9 một phát là 9 Warrior luôn. Ok chưa? Rồi, cắt chuối thằng này ngon luôn. Đấy, vẫn ổn áp luôn. Dễ là 9 Warrior lắm này. Anh em thấy không? Luôn tiếp không? Bây giờ thực ra nếu mà lên 8 là kẹp 4 bit vào được rồi đấy. Vừa lên thẳng 8 là kẹp 4 bit vào là khá là mạnh anh em ạ. Thôi rồi. Ok. Thôi thì chắc là vẫn xây dựng theo cái lối cũ ấy. Tôi vẫn sẽ xây dựng theo cái lối build. Nó rất là cơ bản rồi, nó rất là huyền thoại rồi. Đấy chính là chúng ta đúng theo cái form là 6 Warrior 6 bit. Xây dựng từ cái bộ 6 Warrior 4 bit trước. Và tôi sẽ không có mua thêm con Warrior nữa anh em nhá. Chúng ta sẽ bán cái con Stone Spirit đi luôn. Đấy, tôi là định là đá qua 9 Warrior một chút. Nhưng mà thôi không cần nữa anh em ạ. Bây giờ tầm này tôi lại thấy đấy, úi dồi, tuyệt vời. Tuyệt vời anh em ơi. Nó rất là hợp ý tôi luôn. Ok. Bài xây dựng form bài chuẩn một cái là bài mạnh luôn anh em ạ. Tầm này nó lại mạnh rồi. Bờ linh cho gấu phải không hợp lý. Cho Scottman. Nói chung là tôi nghĩ là nếu mà các anh em mới chơi nhá, các anh em mới xem kênh tôi và các anh em mới chơi, tôi đề xuất cho anh em cái bài này chơi rất dễ chơi anh em ạ. Và cũng phải cảm ơn anh em Trần Mạnh vì đã yêu cầu cái bộ này để làm cái món quà sinh nhật cho anh em Trần Mạnh. Thì tôi mới có cái dịp tôi làm lại cái clip về cái bộ này đấy. Chứ thực ra là cái bộ này tôi cũng ít khi tôi làm lắm. Tôi phải nói thật với anh em là như thế. Bộ này ít khi làm đấy. Nhưng mà nếu mà làm thì anh em sẽ thấy là nó rất dễ chơi nhá. Anh em thử đi, các anh em mới chơi thử anh em confirm lại cho tôi nhá. Tôi thấy cái bộ này rất ok luôn. Đấy. Rất là ok. Giữa game rất mạnh, giữa game mạnh. Đầu game dễ chơi, dễ xây dựng. Không có quá nhiều những cái
nó phải thay đổi đội hình phức tạp ở giai đoạn giữa game. Đầu game không quá khó để chúng ta có thể nhận biết được là sức mạnh của đội hình, để chúng ta biết lúc nào roll và lúc nào không. Không quá phụ thuộc nhiều vào cái kỹ năng roll, không quá phụ thuộc nhiều vào kỹ năng xếp đội hình. Nó chỉ có một chút xíu thôi. Đấy. Và cái bộ này là cái bộ đẩy cấp chứ không phải là cái bộ roll core 3 sao. Chính vì thế nên là tôi nghĩ là cái bộ này nó rất là thích hợp cho các anh em mới chơi, không cần phải roll nhiều. Đấy, late game thì đảm bảo là cái sức mạnh của đội hình late game nó rất mạnh. Đầu game, giữa game dễ chơi, ổn áp, cuối game mạnh nha anh em nhá. Rồi. Ok. Cái giai đoạn tiếp theo tôi nghĩ là tôi sẽ tìm 6 bit sớm, form 6 bit trước anh em ạ. 6 bit trước cái đã. Đủ 6 bit thì chúng ta tạm thời chúng ta bỏ 6 warrior đi, bởi vì 6 bit nó vẫn mạnh hơn nha anh em nhá. Kẹp vào là hai đỏ thôi, kẹp vào hai đỏ thêm. Đấy. May mắn ra được cái con Lancer thì có hai warrior nữa thì tuyệt vời. À, sorry anh em, hai glacier thì nó tuyệt vời luôn. Ok. Đấy, anh em thấy không? Rồi bây giờ chúng ta bỏ một con ra, tạm thời sẽ bỏ một con ra. Ok. Cái con giày cá ấy anh em đừng có cho vào lúc đầu nha anh em nhá. Con giày cá này lúc nó cần mới lấy thôi. Mấy cái con mà nó không phải là cái con chính thì anh em đừng lấy. Bởi vì là cái con này tí nữa ấy là tôi cũng sẽ đổi thôi. Tôi sẽ không chơi con giày cá đâu. Có ngộ không cho vào. Đấy, cáo 2 sao cho vào chơi cáo. Rồi chơi unicorn, chơi gấu là hết rồi. Chứ không chơi giày cá. Giày cá thì kích hệ thôi nha anh em nhá. Là lúc nào chúng ta cần thì chúng ta pick vào thêm, chúng ta không cần chúng ta bỏ ra. Đấy, cá lông không chơi nhá. Chuyện này không chơi cá lông. Ra không chơi, không lấy. Đồ thì từ từ đã anh em ạ, bởi vì chưa chốt được là xem là cái con nào nó là cái con co. Có thể là Scarlet Lancer là co thì chúng ta sẽ không lấy chém lan. Đấy, nếu mà ngộ không là co thì lại lấy chém lan. Nhưng mà cái bộ này tôi nghĩ là Scarlet Lancer là co thì nó ok hơn đấy, nó ổn áp hơn đấy. Đấy, đều là hai con 5 tiền thôi nhá anh em nhá. Đều là hai con 5 tiền thôi, nhưng mà tôi sẽ lấy đồ, tôi sẽ chốt đồ cho Scarlet Lancer. Tất nhiên là tôi ghép ở cúp điện ấy là hai con đều có thể dùng được nha anh em nhá. Hai con đều dùng chung được cái cúp điện. Chứ tôi không ghép cái hai tia và tôi cũng không ghép cái chém lan. Đấy, cái dìu chém lan thì nó chỉ dùng được cho con đánh gần thôi. Cái hai tia thì nó chỉ dành cho cái con Lancer được thôi. Thế nên là tôi không ghép như thế mà tôi ghép luôn cái cúp điện để có thể cả hai con đều dùng được. Đây rồi. Cáo này. Đó, chắc là bán cái con này đi thành con sâu đâu. Chúng ta có bộ bit thì những cái con đệ ấy, nó gọi ra nó cũng sẽ được cộng đam. Đấy, 4 bit thì là cộng 45% đam cho cả đệ đó. Tôi nghĩ là cái round này tôi lên up 10 luôn anh em ạ. Dù sao thì cái round 23 này nó cũng chặn tiền. Lên 10 luôn anh em ạ. Không có nhiều. Lên 10 luôn. 6 warrior, 6 bit ở level 10. Đấy, bây giờ chỉ thiếu 2 glacier thôi. Đợi Lancer ra nữa là xong. Anh em thấy không, bộ này rất dễ chơi. Phải nói là rất dễ chơi và rất dễ khỏe luôn. Xây dựng rất dễ. Rồi. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Thế này là xong rồi đấy. Slow ball đến như này thì có bao giờ là đến top 1 đến hết game luôn không nhở? Đây này, thằng này 6 bit kết hợp. Đây là cái bộ gọi là bộ meta bây giờ này. Hai glacier kết hợp với 6 bit này. Đấy, nhưng mà không ăn được luôn. Anh em thấy không? Hai glacier 6 bit. Nhưng mà tôi là bây giờ là 6 warrior rồi. 6 warrior kết hợp với 6 bit thì nó gọi là cái hàng ở phía trên nó trâu lắm. Giáp nó to anh em ạ. Đấy, giáp to, đam to. Quá khỏe. Đấm warrior sắp chết đến nơi rồi kìa. À, đấm cho bit sắp chết đến nơi rồi. Rồi. Thôi nha, tôi bỏ những cái con không cần thiết đi. Bây giờ tôi sẽ bỏ cái này đi, không cần, bỏ cái này đi. Ok. Con Kunkka thì vẫn sẽ lấy. Tí nữa sẽ thay con Kunkka vào cho hai cái con đỏ. Hai con đỏ sẽ thay bằng con Kunkka và con Scarlet Lancer. Đấy. Thậm chí là tí nữa sẽ bỏ luôn cả con Aquaman. Aquaman là sẽ thay bằng con Berserker. Vớ vẩn 100% máu đến hết game luôn đi anh em ạ. Thật là như thế luôn.
khỏe quá rồi anh em ơi. Tầm này sờ low ball kinh quá. Round 24 thôi, mới có round 24 thôi đấy anh em. Mà cái bộ này nó đẩy nó kinh ấy chứ. Một round 19 máu á. Đẩy nó ác lắm anh em ạ. Tốc độ trận đấu này đối thủ chưa kịp form bài thì đã chết hết rồi. Mấy cái thằng bây giờ mà nó đủ bộ 6 bit ở level 8, level 9 thì nó cũng chỉ là bit non thôi. Nó chưa có cái gì mà đủ sức mạnh để có thể là ăn được cả. Anh em ạ, bit vẫn rất là non. Chứ khi bit to cơ, bit phải co 2 sao này. Xong rồi lại phải cái gì, phải có gấu 3 sao, full 2 sao thì may ra mới có cửa ăn. Đấy, chứ còn bây giờ tôi là tôi dí một phát lên 10 là tôi kẹp được một đống Selegi ở đây. Ngoài cái bộ 6 bit ra thì tôi còn có 6 warrior nữa. Rất khỏe. Kẹp được cả vào 2 đỏ nữa cơ mà. Lấy được mỗi cái giáp xương thôi anh em ạ. Không sao, món này cũng ngon. Mặc dù là cái giáp xương này thì nó hợp với bộ 9 warrior hơn. Đấy, nhưng mà không sao cả. Dù sao thì nó chỉ là cái món đồ mà chúng ta có thể lấy là duy nhất thôi. Còn nếu mà lấy cái Blink 2 thì nó hơi phí. Nó chưa cần đến cái giai đoạn mà lấy cái phản 2. Anh em nhá. Từ từ đã. Tầm này anh em bảo tôi có lên roll không? Xả tiền không? 30 giây nữa. Thôi, đứng im anh em ạ. Nếu mà đánh để mà giữ chuối thì tôi sẽ xả tiền. Nhưng mà tôi đánh thì tôi được top 1, nên tôi cứ tả tàm tôi chơi thôi. Cứ 50 tiền mà roll anh em ạ. Thôi, cái tầm này thì mất chuối cũng được. Thằng nào ăn thì coi như thằng ấy hên. Còn cái tầm này mà nếu mà tôi cố gắng tôi sống chết để tôi giữ cái chuỗi này thì nó lại không top 1 được. Nó lại khó top 1 anh em ạ. Bởi vì thế nào ấy thì cái chuỗi này nó cũng sẽ mất. Trước sau thì nó cũng sẽ mất thôi. Đấy, nhưng mà mất ở cái giai đoạn nào. Thôi cái tầm này bây giờ nếu mà cái bộ này mà nó bị mất chuỗi bởi một cái bộ nó. Đây như cái thằng này là nếu mất chuỗi cho thằng này là ngon này. Mất chuỗi cho thằng này được. Mất chuỗi cho thằng này được. Không mất cơ. Ôi rồi anh em ơi. Đấy nó khỏe. Nó không mất được luôn. Mất chuỗi cho thằng này là ok đấy. Mất chuỗi thằng mết được. Tí nữa không sợ. Kunka này. Đấy roll 50 tiền thôi anh em nhá. Không vội. Tầm này đánh từ tốn. Rồi. Đấy cứ từ tốn đẩy hết lên 2 sao. Gấu lên 3. Unicorn 3 sao gái. Ok rồi, thậm chí trận này nuôi cả Berserker lên 3 luôn. Đang có ý định anh em nhá. Thằng nào bây giờ sang cắt chuỗi ok hết. Không vấn đề gì hết. Đấy, Goblin thì không có cửa rồi nhá. Bây giờ nếu mà có cơ hội chỉ là thằng 6 bit đang đứng ở vị trí top 4 ấy kìa. Sang là cắt được chuỗi. Nhưng mà tôi rất hy vọng là cái thằng 6 mét nó ăn được chuỗi của tôi. Thằng đấy ăn chuỗi là ngon nhất. Anh em ạ. Thằng Phúc Trần này. Thằng Phúc Trần đồ ngon thế nhở. Có găng tay Kira, kẹp được Kira vào rồi này. Hai Glacier, kẹp Kira, kẹp 6 bit. Warlock có luôn ở level 9. Khỏe đấy. Khả năng đấy ăn chuỗi được. Đừng gặp thằng Phúc Trần nhá. Gặp Phúc Trần mất chuỗi đấy. Rồi, gặp thằng này 6 Glacier. Ra Secret Lancer kìa. Giết thằng này đi, giết thằng này đi để cướp cái con Secret Lancer. Ok, thằng này không có cửa anh em ơi. Làm gì có cái cửa anh em. Rồi. Ok, ok bạn ơi, không có cửa. Không có cửa, nói cho nhanh. Giờ sợ thằng Phúc Trần thôi. Rồi, roll tiếp. Trả ra cái gì cả. Từ nha, roll tiếp. Đây rồi, ui rồi. Từ nha, vứt con gì đi nhờ. Đây. Berserker vào. Thôi chết mẹ thiếu slot. Thôi bán cái này đi. Một tiền bây giờ lên 10 rồi anh em ạ. Lui làm gì nữa đâu. Bây giờ chúng ta chủ yếu là chúng ta lui co 4 tiền với 5 tiền thôi. Tôi sẽ lui con Doom lên 3 sao nha anh em nhá. Thôi bây giờ dồn đồ cho con Secret Lancer thôi anh em ạ. Ok. Nhầm. Chết rồi, cái món đồ quan trọng mà chưa kịp chuyển. Chán thế, gặp ngay cái thằng Phúc Trần này ạ. Cái con ấy nó chưa kịp cầm cái cướp điên. Thôi xong rồi, đéo có đam. Trời ạ, lẽ ra round vừa rồi chưa lên chuyển vội. Ăn được không? Ui, vẫn ăn được anh em ơi. Vẫn ăn được này. Ui, mạnh thế nhở. Được quá anh em ơi, đẩy nó còn 10 máu kìa. Ui, tôi chết rồi. Mua nhầm. Ôi rồi ôi, con Second Lancer tôi lên được 2 sao luôn này. Tiện quá, có quả trứng. Ra cả ngộ không luôn. Tôi vừa lấy tôi chậm quá, tôi lại mua nhầm bố nó con sâu ạ. Lẽ ra là tôi phải mua con Berserker chứ. Mua con sâu này thế nào chả bán đi anh em.
Khổ quá, mua nhầm anh em ạ. Thế mới cay. Con sâu này có chơi đâu. Lúc đầu tôi bảo là cái con sâu này tôi bán mà. Khổ. Ấn nhầm một cái. Lẽ ra chúng ta có 5 con berserker ở đấy. Nói không sao. Thế thì cái tầm này thì còn thằng nào ăn được tôi nữa đâu. Thằng Phúc Trần vừa lên là không ăn được tôi thì cái thằng mết nó không ăn được chắc chắn rồi. Ở đây là tôi đã có Secret Lancer, nó không sợ mết nữa rồi. Đấy. Thôi chuyện này 100% máu đến hết game. 100% máu đến hết game thật rồi anh em ạ. Rồi Goblin sẽ là cái thằng của tôi tiến đi chứ không phải là cái thằng nó ăn được cái chuỗi của tôi. Goblin này thì làm gì có cửa ăn được đâu. Trâu lắm anh em ơi. Ôi sao à. Tiến Goblin đi luôn. Ok. Thằng Goblin này nó định chơi là ba Assassin kết hợp với cả Goblin đấy. Kiểu không ra được co 5 đồ. Ra được mỗi con Phantom Queen. Thế là phải chơi đồ cho Phantom Queen. Nhưng mà tôi rất tiếc. Nó đã quá đen thì nó gặp tôi. Chết quá sớm. Trước khi có được cái công nghệ mech. Mới round 20, 30 đó. Round 30 là bây giờ mới bắt đầu là chạm vào late game rồi đấy nhá. Bây giờ bắt đầu chạm vào late game là đã chết hết rồi. Còn nó 4 nhà thôi. Trông ngắc ngoải lắm rồi đấy. Thế nên nhà thằng Beat này thì thì cứ cho là form được đủ bộ Glacier Beat đi. Berserker có bộ đồ đi nhưng mà vẫn không ăn được tôi này. Còn cái thằng phía trên 6 Glacier nhưng mà trông phèn quá. 6 Glacier định là 6 Glacier Saman đấy mà. Nhưng mà bộ lấy phải chơi ở 9. Không lên được 9 thì coi như xuống hố rồi. Còn cái thằng Giáng sinh vui vẻ kia thì chơi mết thì tôi cũng không sợ lắm. Nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là không những cái trận này tôi được vô địch mà tôi còn 100% máu đến hết game. Ảo thật sự. Ảo quá anh em ơi. Mặc dù đồ trận này là nó cũng không phải là đồ ngon lắm đâu nhé. Đồ hơi lởm tí. Đấy, chén thánh rồi. Chắc chắn là chén thánh rồi. Secret Lancer là phải chén thánh để đánh nhau với cả mết. Rồi, luôn tụt quần à. Đấy rồi, một con gấu nữa thôi, một con gấu nữa thôi. Cho xin con gấu. Gấu, 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 gấu. Gấu ơi, gấu ơi, gấu ơi, gấu ơi. Gấu ơi, gấu ơi. Chết rồi, không ra kịp. Thừa một slot, luôn tiếp cái. Ok, thôi được rồi, từ từ đã. Đủ. Ok anh em nhá. Bình tĩnh. Rồi full 2 sao rồi anh em ạ. Bộ này full 2 sao là nó mạnh rồi. Không cần 3 sao. Thôi tài đi rồi. Tài đi rồi. Gặp tôi xác định đi rồi. Bộ này chơi ở 9 cơ. Secret Lancer có 3 tia full đồ thì cũng đi rồi. Quá yếu. Secret Lancer 1 sao. Lấy gì mà đỡ. Ây à, cũng căng đấy. Nhưng mà vẫn sống. Nhưng mà nói chung là cũng sắp chết rồi. Đó. Thằng Phúc Trần thế nào mà lên được 10 nhở. Ghê đấy. Thằng Phúc Trần lên được 10 cơ à. Trận này tôi cứ 50 tiền roll thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Bao giờ đầy slot thì chúng ta mới xả một cái quả mạnh thôi. Có cái cơ chế là nếu mà anh em nhiều tiền roll anh em sẽ dễ roll ra bài hơn. Ủa, nguy hiểm. Thằng này biết chơi đấy. Kẹp Siren vào là biết chơi đấy. Slot 10 cho Siren vào là khả năng nó ăn được chuỗi của tôi đó. Nếu mà slot 10 nó kẹp vào một con khác thì không sợ. Nhưng mà kẹp Siren vào là khá sợ đó nhá. Bởi vì trong vòng khoảng 4-5 giây là chúng ta sẽ không đánh được. Cái bọn Beat thì nó dồn đam cực kỳ nhanh luôn. Rồi không sợ. Bây giờ sợ Phúc Trần thôi. Thằng Beat này thì chúng ta lúc nào cũng sẽ có một con sống. Đấy chính là con Secret Lancer. Secret Lancer chỉ cần sống thôi là ok rồi. Cái thằng Phúc Trần vừa nó mạnh rồi đấy anh em ạ. Không đùa đâu. Cái đội hình đấy là một cái đội hình mạnh đang meta. Thằng này chứng tỏ nó đánh nó cũng rất là biết chơi đấy. Bình thường nhá, nếu mà những cái thằng mà nó quá là máy móc ấy thì nó sẽ kẹp vào cọc. Như là cái meta hiện tại là nó sẽ là 3 assassin kết hợp với cả 6 bit và kẹp thêm một cọc vào. Đấy. 3 assassin 6 bit kẹp cọc này và kẹp thêm là cái con gì? Kira thì nó sẽ mạnh ở level 10. Nhưng mà đấy là cái cách chơi máy móc. Còn thường những cái trận đấu này
nếu mà để counter đội hình của tôi kẹp thêm một con Siren vào thì nó tùy đấy. Hay là cũng là biết chơi. Biết chơi. Giáng sinh vui vẻ đến lượt 11 rồi á. Phải đái thật. Bây giờ mới để ý. Sợ nhất là con Siren mà. Bây giờ phải Doom trúng con Siren thì may ra mới ăn được. Cố lên nhá Doom nhá. Mà không nó Doom vào con gấu rồi. Thì này Doom. Đấy biết ngay mà. Tôi biết ngay là Doom vào con gấu mà. Địch có hai cái khống chế thôi thua rồi. Rào này dễ thua lắm. Sâu đẻ một đống sâu là sao rồi. Thôi. Ôi kìa, mày quá hích được một con Berserker. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ui vẫn ăn được này. Ăn nổi không thế? Vẫn còn hai con sâu ở đằng sau. Thôi chết mẹ, không được rồi. Ăn nổi không vậy? Ăn được không? Ăn được không? Nó còn có cấm đánh kìa. Thôi xong rồi, mất chuỗi rồi. Căng thế nhở? Cái thằng Phúc Trần là con ăn cả nhà mết cơ mà. Càng đấy. Đấy là thằng này nó còn chưa ra là con Secret Lancer cơ anh em. Tí nữa nó ra Secret Lancer thì có thể là chung kết sẽ đánh với thằng Phúc Trần này thì cũng khá là căng. Cái đội hình này của chúng ta thì nó không có khống chế. Có một cái yếu điểm là không có khống chế. Mặc dù là đam nó to đấy. Tốc đánh thì nó ok. Phòng thủ thì nói chung là cũng khỏe. Nhưng mà bị một cái là không có khống chế. Nếu mà nói khống chế nó sẽ đến từ cái con Ngộ Không. Khi mà Ngộ Không là có chém lan thì mới đánh khống chế được. Ngộ Không chém lan và khống chế đến từ con gấu. Đấy. Khống chế nó ở những cái con đấy thôi anh em ạ. Thuyền trưởng. Nhưng mà thực ra cái thuyền này nó đặt thì nó cũng không tin lắm. Có lúc thì nó đặt vào những cái vị trí mà nó không stun được hết đội hình. Và cái thứ hai là thuyền nó đến nó hơi chậm. Thuyền nó đến nó hơi muộn. Sợ thuyền đặt ra thì cũng là lúc mà chúng ta bị đóng đá hết. Ôi kìa, thằng Phúc Trần đi rồi. Ôi giời ơi, gặp cái thằng 9m nó ra vã một phát đi luôn. Đúng rồi, Phúc Trần phải kẹp Marine vào cơ, kẹp cá vào cơ. Rồi, thế thì thôi xong rồi anh em ơi. Trò này đến đây nó là kết thúc rồi anh em ạ. Mà tôi nghĩ là đánh với Phúc Trần ở late game thì nó còn gọi là gây cấn. Nhưng còn đánh với thằng Mết thì nó quá dễ rồi. Bộ này không cần kẹp cá luôn. Nói cho nó nhanh là chỉ cần Doom Blink một phát này. Doom trúng vào con già, thế là xong. Còn lại là con Secret Lancer nó làm hết. Đấy, gấu nó cũng sẽ gánh được. Gấu này cũng không sợ mết lắm đâu. Nó sẽ đẻ ra con gấu con, và con gấu con thì nó có kháng phép. Nó sẽ không bị tiêu diệt luôn. Và chúng ta sẽ còn hai con để cú nhây trong combat. Con gấu con và con Secret Lancer quá đủ để có thể tiêu diệt được địch rồi anh em ạ. Trận đầu nói chung là nếu mà không có một cái sơ sẩy vào giai đoạn giữa game mất cái chuỗi thì chắc là cũng 100% máu đến hết game rồi. Hơi đen. Chỗ này suýt 100% máu hết game anh em ạ. Rồi, thôi hết tiền rồi anh em ơi. Secret Lancer 3 hay sao? Ok. Thôi thuyền trưởng bỏ nha anh em nhá. Ok, quên không, con này bỏ đó. Xong rồi. Trứng này, Ngộ Không. Ok, Doom 3. Thôi, cho con sói 3 thôi anh em. Xong rồi, hết tiền anh em ạ. Ok, trò chơi kết thúc. 9m thì cũng thế thôi anh em ơi. Tôi nói rồi, lúc nào còn con gấu con. Đấy, thậm chí là round này còn có cả gấu bố, có cả cáo, có cả Doom vẫn sống. Đấy, bây giờ con gấu con. Rồi, bây giờ chỉ còn một mình con Secret Lancer. Nhưng mà bây giờ lấy cái gì giết được con này? Lấy cái gì giết được? Thoải mái bạn ơi. Thoải mái đi bạn ơi. Ui rồi anh em nhìn kìa. Máu chỉ dừng lại ở cái mức lửa máu thôi rồi nó lại lên. Đấy, lên rồi lại xuống. Xuống rồi nó lại lên. Xuống để mà làm gì khi mà một lát nữa nó lại lên. Ôi giời ơi, 4 máu đi luôn rồi. Kết thúc trận đấu và chúc mừng sinh nhật anh em Trần Mạnh nhá. Ok. Quá dễ chơi anh em ạ. Nhá, các anh em tôi đề xuất là các anh em mà mới chơi trò này anh em lên chơi cái bộ này. Rất dễ để chơi và leo rank nhanh. Đấy, các anh em leo rank sẽ rất là nhanh nếu mà anh em chơi vào Slow World, nếu mà anh em đỏ. Rất là tuyệt vời. Đấy, anh em thử đi nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy ấn đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là beat, nhưng mà tôi chơi Glacier beat. 100% máu đến hết game luôn anh em ạ. Qua lỗi đến từ vị trí của bộ beat trong cái tay hiện tại. Và anh em cũng có thể chọn
clip bên phải, anh em sẽ biết được một cái bug ở trong game này và nó vẫn còn nha anh em nhá. Bug đấy nó sẽ giúp cho anh em đạt được cảnh giới sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hay lắm, anh em xem đi, đừng bỏ lỡ cái clip đấy, hay tuyệt vời luôn. Và cuối cùng, nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.